Em kiểm tra cho chị gái khách hàng ở phường 12, quận 10, Hồ Chí Minh ha. Lo kéo mini để xách đi, bỏ vô cốp xe đi du lịch chơi ha. Và em test mỗi mi một đoạn cho chị gái nha. Cảm ơn chị gái đã chuyển tiền sớm cho em trước mấy ngày luôn ạ. Kiểm tra một đoạn cho chị gái ở phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Lo kéo mini D15 hai tay bích, tìm lại người xưa khám thác Phạm Anh Phường, karaoke Nhật Nguyễn. Cảm ơn chị gái rất nhiều đã chuyển tiền cho em trước mấy ngày. Em chưa có hàng mà chị gái đã chuyển tiền sẵn cho em. Đuôi chia xe về nhà quen xưa miền Trung, nhà bông tre quê nghèo, bông dừa nghiêng lá gió reo, lòng bồi hồi nao nao, con đường xưa còn đó mà người xưa có còn không. Ví dụ vậy ha, để em nói thêm cái vấn đề mít nữa nè, chỉ cho chị gái. Chị gái mở cái mic lên là mình mặc định mình hát ha. Hồi nào chị gái muốn giả giọng thì chị gái ấn nó tới nhiều cái độ giả giọng nha. Ở đây. Cái này là người già. Cái này là trẻ em. Cái này là giọng giọng già luôn. Cái này là giọng em bé, ví dụ vậy ha. Bây giờ tới em đổi cái mic em hát, rồi cái mic này chị em tắt nguồn, chứ không tắt nguồn, mở nguồn lên là chế độ mặc định. À, ví dụ vậy chị gái ha, đây là mặc định nha chị gái, giọng trẻ em rồi xong rồi tới giọng bình thường nha. Nếu mà chị gái cái giọng mình đang nhái giọng trẻ em á thì mình bấm một cái nữa là trở lại bình thường nha. Còn không hiểu gì nữa thì cứ tắt cái mic mở lại cũng được nha. Nhiều khách em sợ không không biết chẳng video này em hướng dẫn cho khách khác luôn. Tại vì nhà khách thức nó thiết kế như vậy. Con đường xưa còn đó mà người xưa có còn không, hãy đã đi theo chồng về nơi xa thăm xa, anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Ví dụ vậy nè, rồi em tắt nguồn đi xem. Chị đè cái nút trên cao, đè 3-5 giây. Mic thứ hai cũng vậy nha chị. Và cái loa thì nút mở nguồn là nút này, nhiều khi em sẵn cái video em kiểm tra cho kỹ luôn ha. 1 2 3 4. Cái nút tắt nguồn với mở nguồn là cái nút thứ tư nha chị. Thứ tư từ trái qua nha, thứ tư. Đè vô 3 giây, 5 giây giống cái kia đó chị ha. Power off. Rồi, tắt rồi đó. Rồi như vậy thôi. Em cảm ơn chị gái ở phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Đã chuyển tiền cho em cách đây khoảng 3-4 ngày trước rồi nha. Hôm nay em có hàng rồi, em đóng hàng đi cho chị. Cảm ơn chị.